Như Lai. Xuất phát từ chữ Tathagata trong tiếng Phạn, có nghĩa là đến như vậy. Như nghĩa là không có gì mà chẳng như. Lai là không có nơi nào mà chẳng đến. Như là bản thể của Phật Pháp. Lai là dụng của Phật Pháp. Như là cảnh giới như như bất động của Phật. Lai là đến rồi đi, đi mà chẳng đi. Nên nói, như như bất động, lai nhi diệt lai, lai nhi bất lai. Như như bất động, đến rồi lại đến, đến mà chẳng đến. Thế Ngài đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Thế Ngài đến nơi đâu? Chẳng có nơi nào để đến cả. Nên Kinh Kim Cương nói, Như Lai giả, vô sở tòng lai diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Đức Phật chẳng đến với quý vị, cũng chẳng đến với tôi, mà Đức Phật ở ngay đó với quý vị, và Đức Phật cũng ở ngay đây với tôi. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Thông thường, mỗi Đức Phật đều có 10.000 danh hiệu. Về sau rút lại chỉ còn 100 danh hiệu, vì chúng sinh thường bị lẫn lộn khi cố gắng nhớ cho hết. Trong một thời gian khá dài, Đức Phật có 1.000 danh hiệu, nhưng chúng sinh lại vẫn không nhớ hết được, nên lại giảm xuống mỗi Đức Phật chỉ còn 100 danh hiệu. Đến khi mỗi Đức Phật còn lại 100 danh hiệu rồi, mà chúng sinh vẫn khó khăn khi nhớ hết các danh hiệu ấy, nên lại giảm xuống chỉ còn 10 danh hiệu. Đó là ứng cúng, xứng đáng được hưởng sự cúng dường của loài người và trời. Chánh biến tri, hiểu biết chân chính bao trùm khắp. Minh hạnh túc, sự giác ngộ cũng như công hạnh hoàn toàn trọn vẹn. Thiện thệ thế gian giải, vượt qua mọi kiến giải thế gian một cách tự tại. Vô thượng sĩ, bậc không ai sánh bằng. Điều ngự trượng phu, bậc trượng phu khéo điều phục chính mình. Thiên nhân sư, thầy của trời và người. Phật Thế Tôn. Tất cả các đức Phật đều có 10 danh hiệu này. Ha ha ha, 问什么的说呵。